Thiên tai càn quét từ châu Á đến châu Âu, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ám ảnh thế giới và cả những lùm xùm thú vị xung quanh chuyến bay vào vũ trụ của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos. Đó là những câu chuyện quốc tế nổi bật trong tuần này sẽ được biên tập viên Quang Duy gửi tới quý vị ngay sau đây. Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn anh Hạnh Phúc. Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung thu hút nhiều sự quan tâm nhất trong những ngày này. Đó chính là cơn ác mộng biến thể Delta đang kéo thế giới vào làn sóng dịch COVID-19 mới. 124 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận biến thể Delta. Chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của một làn sóng lây nhiễm và tử vong khác. Đây là một thảm kịch. Tại Mỹ, biến thể Delta xuất hiện trong 83% số ca mắc COVID-19 đã được giải trình tự gen. Anh, Australia, Trung Quốc hay Singapore, tỷ lệ này cũng đều trên 75%. Bất cứ ai chủ quan nghĩ rằng đại dịch đã kết thúc chỉ vì nơi của người đó không có ca mắc nào thì chỉ đang sống ở thiên đường của kẻ ngốc. Châu Á đang phải căng mình đối phó với đợt tấn công mạnh nhất của COVID-19 trong hơn 1.5 năm hoành hành. Tại châu lục đông dân nhất thế giới này, Đông Nam Á đang là điểm nóng nhất. 5 trên 10 quốc gia trong khu vực này ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh nhất theo tuần. Cụ thể hơn, 3 nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia liên tục ghi nhận trên 10.000 ca mới mỗi ngày, bị liệt vào nhóm các nước có nhiều ca mắc mới nhất thế giới. Với số ca mắc mới và tử vong hàng ngày do COVID-19 đã cao vượt cả Ấn Độ, Indonesia hiện là tâm dịch của châu Á. Các trường hợp lây nhiễm bắt đầu gia tăng vào cuối tháng 5 sau kỳ nghỉ lễ đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chay của người Hồi giáo. Dịch bệnh sau đó tăng theo cấp số nhân. Các chuyên gia nhận định ngành y tế đã ở mức quá tải, số ca tử vong của trẻ em cao bất thường và rào cản tin giả đã khiến cuộc khủng hoảng dịch bệnh tại Indonesia trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn. Khoảng 24 thi thể. Đây mới chỉ là đầu ngày làm việc của một nhóm tình nguyện viên Indonesia, những người đến những ngôi nhà có người tử vong do COVID-19 để mang thi thể đi xử lý. Bệnh viện quá tải, nhiều bệnh nhân phải cách ly tại nhà tự điều trị. Trong số đó có những người đã không qua khỏi. Indonesia hiện ghi nhận tổng số hơn 3 triệu ca mắc và hơn 79.000 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại các số liệu này chưa đánh giá đúng mức độ lây lan thực sự do tỷ lệ xét nghiệm còn thấp. Indonesia là một trong những nước có hệ thống xét nghiệm yếu nhất thế giới. Kể từ đầu đại dịch, cứ 1.000 người mới có hơn 55 xét nghiệm được thực hiện. Chúng tôi đã bỏ sót quá nhiều ca và không xác định được có lẽ 80% số ca mắc là do lây nhiễm trong cộng đồng. Việc xét nghiệm ở Indonesia vẫn còn thụ động. Làn sóng COVID-19 thứ hai tại Indonesia ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là số trẻ em tử vong đã tăng gấp 4 lần trong những tuần gần đây. Kể từ đầu đại dịch đến nay, đã có hơn 550 trẻ em tử vong do COVID-19. Việc các phụ huynh nhầm lẫn các triệu chứng COVID-19 với cảm lạnh, chậm trễ được con đến bệnh viện, được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Indonesia cũng phải đối mặt với tình trạng tin giả lan truyền trên mạng xã hội, khiến một số người sợ hãi và lo lắng, dẫn đến việc do dự tiêm vaccine. Tất cả những vấn đề này đang khiến tâm dịch châu Á, Indonesia phải chật vật xoay sở trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát biểu ngày hôm qua, bất cứ ai nghĩ rằng đại dịch đã kết thúc thì người đó đang sống ở thiên đường dành cho những kẻ ngốc. Đây là lời cảnh báo gay gắt nhưng không thể xác đáng hơn khi tâm lý chủ quan xuất hiện ở những nước có độ phủ vaccine tốt. Số liệu cập nhật cho thấy Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, số ca mắc mới tăng chóng mặt. Riêng nước Pháp chứng kiến tốc độ tăng ca mới lên tới 134%. Bộ trưởng Y tế Pháp cảnh báo biến thể Delta đang khiến COVID-19 lây lan ở tốc độ chưa từng thấy ở nước này. Pháp có tỷ lệ tiêm vaccine hàng đầu tại châu Âu. Vậy vì sao dịch vẫn diễn biến phức tạp? Phóng viên Mỹ Linh, thường trú truyền hình Việt Nam tại Pháp đã gửi về câu trả lời. Xin kính chào quý vị khán giả. Trong 24 giờ qua, thì số người nhiễm COVID-19 tại Pháp đã tăng lên hơn 21.000 người. Để trả lời cho câu hỏi vì sao lại có cái sự tăng lên đột biến như thế, có thể có 3 lý do. Đầu tiên là chủng Delta là một chủng rất mạnh. Cái sức lây lan, lây truyền của nó gấp 3-4 lần so với những chủng trước là chủng Alpha và Beta. Lý do thứ hai là cho đến thời điểm hiện tại chưa có một vaccine nào được coi là tuyệt đối để chống lại COVID-19. Lý do thứ ba là những người trẻ, những người tham gia vào rất nhiều những cái hoạt động vui chơi, giải trí, đồng thời thì cũng là những người có thể lây nhiễm thì lại là đối tượng hiện nay vẫn chưa được tiêm chủng một cách đầy đủ. Họ vẫn là một đối tượng mà vẫn còn phải tiếp tục nằm trong chiến dịch tiêm chủng nữa. Đây chính là những cái lý do mà khiến cho Pháp
đang lây lan một cách mạnh nhất và được coi là làn sóng thứ tư đã đến. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Cộng hòa Pháp. Tình hình dịch tại Pháp cho thấy chỉ vaccine thôi là chưa đủ. Nếu người dân lơ là cảnh giác, không tuân thủ các quy định giãn cách, thì biến thể Delta có thể kéo cơn sóng thần COVID-19 quay trở lại bất kỳ lúc nào. Một câu chuyện quốc tế khác cũng rất nổi bật những ngày vừa qua là sự kiện các tỷ phú thực hiện chuyến bay vào vũ trụ. Đầu tiên là chuyến bay lịch sử của tỷ phú Richard Branson và tuần này là chuyến bay của tỷ phú Jeff Bezos. Những ý kiến chỉ trích thì cho rằng đây chỉ là cuộc đua tốn kém và cũng chỉ là thú vui của các tỷ phú giàu có trong lúc nhiều người đang chật vật vì đại dịch COVID-19. Thậm chí gần 100.000 người đã ký vào kiến nghị không cho ông Bezos trở về trái đất. Tuy nhiên, đối với chính bản thân những người trong cuộc, họ thực hiện dự án với niềm tin về sứ mệnh truyền nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Đối với tỷ phú Jeff Bezos, sứ mệnh du lịch dưới quỹ đạo của Blue Origin là cầu nối cho những tham vọng lớn hơn về cuộc phiêu lưu trong vũ trụ. Ông cho rằng con người thực sự phải di chuyển ngành công nghiệp nặng và ngành công nghiệp gây ô nhiễm như năng lượng và sản xuất vi mạch ra khỏi trái đất. Điều đó sẽ không được thực hiện trong cuộc đời của tôi, nhưng Blue Origin sẽ tạo ra các công nghệ mới làm tiền đề cho kế hoạch đó. Bezos trước đây cũng từng nói rằng ông hy vọng một ngày nào đó sẽ có hàng triệu người sống và làm việc trong không gian, có thể là bên trong các trạm vũ trụ khổng lồ. Trong khi đó, tỷ phú Richard Branson lại gọi chuyến bay vào rìa vũ trụ bằng máy bay siêu thanh của ông là sự trải nghiệm trọn vẹn của một đời người. Ông hy vọng công nghệ máy bay vũ trụ siêu thanh có thể giúp việc đi lại của con người trong tương lai được nhanh hơn. Tôi khẳng định nhiều lần đây không phải là cuộc đua của chúng tôi. Tôi chỉ muốn gửi thông điệp đến những kẻ mộng mơ của thế hệ tiếp theo. Nếu bây giờ chúng tôi làm được những điều này, thì thử tưởng tượng trong tương lai, các bạn còn làm được nhiều điều kinh ngạc hơn nữa. Khoa học công nghệ ngày càng phát triển làm cho cuộc sống trở nên tiện lợi hơn. Tuy nhiên, mặt trái của công nghệ tiêu thụ năng lượng hóa thạch chính là hoạt động xả thải sẽ làm trầm trọng thêm hiện tượng biến đổi khí hậu. Những ngày vừa qua, mưa lũ kinh hoàng càn quét Trung Quốc và châu Âu có lẽ chính là lời cảnh báo của mẹ thiên nhiên. Và đây cũng là những hình ảnh cuối cùng của câu chuyện quốc tế tuần này. Ít nhất 170 người thiệt mạng, hàng trăm người vẫn đang mất tích khi Đức, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg hứng chịu trận lũ lụt lịch sử. Nhà cửa, đường xá, cầu cống bị phá hủy. Kế sinh nhai của hàng nghìn người dân bị cuốn trôi. Thật kinh hoàng, không có từ nào trong tiếng Đức để diễn tả sự tàn phá này. Trong khi đó ở Trung Quốc, 25 người đã thiệt mạng, 8 người còn mất tích, hàng trăm nghìn người sơ tán khi tỉnh Hà Nam hứng chịu mưa lũ kỷ lục. Từ châu Á đến châu Âu, thời tiết cực đoan diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn.